là chúng ta có về đây rất là nhiều các chú khủng long bị mắc kẹt ở trong một cái đầm lầy khổng lồ luôn kìa các bạn. Ở đây mình có nguyên một cái đầu khủng long khổng lồ luôn các bạn, nguyên một con khủng long này ẩn nấp ở dưới đây luôn nè. Đã chưa, rất là may là mình đã chuẩn bị một cái thau nước để chuẩn bị này cứu những chú khủng long này ra khỏi đầm lầy nha. Wow, thoát ra được rồi các bạn ơi. Ở đây mình có khủng long gì đây? Bây giờ nguyên một con khủng long Velociraptor các bạn, và đây là một cái găng tay khủng long Velociraptor nha. Tao là Velociraptor đây. Wow, mô hình khủng long rất là đẹp luôn. Cái đầu găng tay này làm rất là chi tiết luôn nha. Đó, mình sẽ tạm đặt nó đây nha. Con Velociraptor chạy rất là nhanh trong cánh đồng mọi người. Nào tiếp tục nào. Wow, tiếp tục là một con Spinosaurus các bạn, và đây là khủng long Spinosaurus nha các bạn, mới cái vảy lưng như một cánh bướm khổng lồ luôn, với cái màu đỏ rất là nét luôn nha các bạn. Cái răng của nó này đó, đây hai cái răng của nó giờ bén. Và đây mình có một con Spinosaurus đang bắt cá kìa các bạn, đấy nó dùng cái miệng dài của nó để bắt cá khá là tiện lợi luôn nha. Chưa ngầu cực kỳ. Hãy chặt. Wow, chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, ở đây mình có là một con Pentaceratops các bạn, một chú khủng long với cái sừng rất là nhọn luôn, với cái khuôn mặt như hình một tấm khiên khổng lồ các bạn, đẹp lắm này. Đó, ngầu chưa? Ở đây một con Pentaceratops, một chú khủng long sở hữu cái phần sừng rất là lạ luôn nha các bạn. Đó. Cái này khổng lồ đi. Đây, mình giật nó ra rồi các bạn. Wow, và đây mình có gì đây? Một chú khủng long Tyrannosaurus các bạn. Wow, và đây là mô hình khủng long T-Rex. Nhìn màu sắc của nó kìa, nguyên một con mắt khủng long luôn, nhìn rất là thù các bạn. Lùng bộ chú T-Rex nhìn ngầu chưa? Ấy, găng tay khủng long Tyrannosaurus. Nguyên một con T-Rex màu đỏ đang gầm gừ rất là. Saurus. Tiếp theo nè. Và đây là mình có một chú Stegosaurus nha các bạn, chú khủng long với cái gai lưng của nó là rất là sắc bén luôn các bạn. Ui, nhìn cái gai của nó kìa, những cái tí lá gai này cực kỳ bén và sắc luôn. Con Stegosaurus rất là đẹp luôn kìa. Ở đây mình có con Stegosaurus đang chạy rất là nhanh trên một cái thảo nguyên rất là rộng lớn luôn nha. Nhìn nó ngầu chưa, quá đẹp luôn thì các bạn. Và ở đây mình có được là một con rhino, một con tê giác khổng lồ luôn các bạn, với cái sừng khá là nhọn luôn nha. Trước mặt mình đây là một chú tê giác xanh nha các bạn. Xám chứ không phải xanh nữa các bạn. Con tê giác nhìn nó nét chứ kìa. Làm được rất là chi tiết luôn, rất là nét. Và đây là một chú tê giác với hai cái sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đấy, đây làm được những con khổng lồ, hai bên đang làm được rất là dữ dội luôn các bạn. Tỉ mỉ luôn các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục con khủng long gì đây? Và ở đây mình có một con Indominus Rex các bạn, một chú khủng long được lai tạo giữa Velociraptor và một con khủng long Tyrannosaurus với Tyrannosaurus này, rất là ngầu, có khả năng thay đổi theo màu sắc của môi trường nữa các bạn. Đó, xịn chưa, ngầu cực kỳ. Indominus Rex của Velociraptor hai bên này đánh nhau rất là quá luôn, quá luôn cả một hội Indominus khổng lồ luôn, luôn cả một hội Indominus Rex luôn. Đúng hay chưa? Và đây là một con Brachiosaurus khủng long thuộc họ thằn lằn chi màu gần nha. Nguyên một chú khủng long quá là đẹp với cái phần đầu màu gà nhô ra này các bạn, đẹp chưa? Ở đây mình có một cái con khổng lồ mở ra, chúng ta có gì đây? Một chú Brachiosaurus một cặp ra luôn các bạn, quá trời chú Brachiosaurus đẹp quá. Tiếp theo đây là một chú Mosasaurus, không đây là Megalodon các bạn, nó giỡn. Đây là một con thời tiền sử khổng lồ luôn các bạn. Nó sở hữu những cái hàm răng rất là sắc bén luôn nè. Cái răng của nó này bén cực kỳ nha. Một cái mặt nó to quá. Và đây mình có nguyên một cái cá mập khổng lồ các bạn. Cái đây là những con cá mập trắng cực kỳ to lớn luôn nha các bạn. Đó là cá mập này có thể dài lên tới 7 mét luôn các bạn. Cực kỳ lớn. Chủ yếu là cá mập to lớn nhất của thời sự của hiện đại nhất. Tiếp theo chúng ta có gì đây?
như các bạn thấy đây là một con nai sừng tấm này các bạn, một chú kia nai sở hữu hú sừng tấm, nai sừng tấm gì đấy, nó sở hữu một cái sừng rất là xịn luôn. Nó ôm cánh tay, cái sừng nó ôm cánh tay mình luôn này, nhìn ngầu chưa các bạn, nó có một cái màu vàng cam rất là đẹp luôn. Chú nai sừng tấm mình đang uống nước vậy các bạn, lại ăn cỏ rồi. Tiếp theo đây, và đây là mô hình của một chú báo các bạn. Wow, một chú báo đốm nha các bạn, nhìn cái đốm trên người con báo nhìn nó ngầu chưa kìa. À, những cái đốm chấm chấm nhìn rất là đẹp luôn các bạn, hàng răng phải nói rất là xịn luôn nha. Wow, mà chú báo có thể bứt tóc lên nắm cho đến giờ. Đây là một con báo châu Phi nha, nhìn rất là ngầu luôn. Oh, wow. Tiếp tại đây, ở đây là một con Iguanodon, một chú khủng long thuộc bộ móng vuốt nha các bạn, nhìn rất là ngầu luôn. Wow, khủng long Iguanodon nó đẹp chưa kìa các bạn. À, cái bắp chân của nó phải nói rất là phát triển luôn. Iguanodon này bước đi trong một cái thung lũng khổng lồ và một chú khủng long phải nói là sao, nó khá là phát triển nha. Đây mình có được là một con Velociraptor Blue nha các bạn. Đấy, đây là Velociraptor Blue đấy, có phần mắt đó này sẽ dài xuống màu xanh dương, nhìn rất là đẹp luôn. Quay da nó muốn rơi xuống biển rồi. À, và đây là Velociraptor Blue nha các bạn. Ai xem phim sẽ biết được chú khủng long này khá là thông minh luôn. Ở đây một chân trai sờ lô phiên bản đặc biệt của chú bố thò trên người luôn, chú khủng long với ba sừng rất là nhỏ luôn các bạn. Đó, trai sờ lô tóc thò nha, có khả năng chịu hồi được cả thấm xét luôn, xịn chưa. Một trai sờ lô tóc thò của mình đây rồi các bạn, phải tuy nó không có bố trên người nhưng mà chắc nó có khả năng chịu hồi được xét nha. Ở đây mình có được một con tinh tinh gorilla các bạn. Wow, nhìn chú tinh tinh đẹp chưa kìa các bạn. Toàn thân nó đen luôn kìa các bạn, đen kìa luôn, nhìn ngầu cực kỳ luôn. Hàng vỗ ngực với cái miệng chung hoa ra rất là dễ thương luôn các bạn. Ha, nhìn nó ghét vậy. Ở đây mình có một con tinh tinh khổng lồ đang đút thì các bạn. Con tinh tinh chưa? Mình tiếp đến mình có gì đây? Và ở đây mình có được là một chú Brachiosaurus, chú khủng long cổ dài các bạn, thấy nhìn thì đang đứng nó đẹp chưa kìa. Wow, còn khủng long cổ dài nhìn dễ thương thật sự luôn các bạn. Đó, mô hình này nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Đấy, xịn chưa. Wow, quý Brachio khổng lồ luôn, cái cổ khá là dài luôn các bạn, ngầu cực kỳ luôn. Đấy, sẽ tiếp tục tiến lên. Wow, rất là cứng luôn. Trước mặt chúng ta đây là một con Stegosaurus với những cái lá gai rất là bén luôn nha các bạn. Một chú khủng long phải nói là sở hữu những cái gai nó cực kỳ sắc bén luôn. Ngầu chưa kìa, đó, gai của nó có 4 gai nhọn lâm ra nữa các bạn, ngầu cực kỳ nha. Stegosaurus đây rồi chạy rất là nhanh. Đừng đang trốn thấy cái gì đó, nó chạy nhanh ghê kìa kìa. Hãy cho mình sẽ giải cứu khủng long này coi. Ở đây chúng ta có gì đây? Một chú khủng long Ryolophosaurus các bạn. Một chú khủng long sở hữu cái phần cái này là cái gì ta, như là cái phần mai trên mặt đó các bạn, bảo vệ con mắt của nó khỏi những con khủng long khác tất tác động vào đây nữa. Đấy, rất là hay luôn, xịn chưa. Có gì đây, một chú Ryolophosaurus các bạn, nó nhìn ngầu chưa kìa. Đây rất là đẹp luôn nha, đang nằm nghỉ ngơi đó kìa. Wow, thì con nặng quá hay nè. Thì ra là một chú Brachiosaurus, một chú khủng long cổ dài các bạn. Wow, trước mặt mình đây là mô hình một con khủng long cổ dài màu hồng rất là đẹp luôn các bạn. Con này có thể nặng lên đến 30 tấn rồi nha, cực kỳ to lớn. Brachiosaurus khủng long cổ dài của đây là sở hữu cái cổ khá là dài nha. Cũng thuộc họ khủng long cổ dài nhưng đây là một con Amagasaurus. Chú khủng long này sở hữu những cái lá gai rất là sắc nhọn luôn các bạn, ngầu cực kỳ luôn kìa. Đã chưa? Đây một con Amagasaurus thì các bạn, với cái phần gai rất là sắc nhọn, những cái gai chỉ ra các bạn, ngầu chưa. Tiếp theo này cái gì đây? Và đây là Tyrannosaurus, khủng long bảo chúa của thời tiền sử các bạn, cặp mắt đỏ rực luôn, nhìn màu sắc trên cơ thể nó rất là đẹp nha, màu cực kỳ luôn các bạn. Đấy, cuối cùng ở đây là gì đây? Pachycephalosaurus, cái khủng long sở hữu cái đầu khá là cứng luôn này các bạn. Ngầu chưa các bạn? Ui, con khủng long nhìn đẹp thật sự luôn kìa. Con này nó
nó hút đầu khá lắm các bạn. Wow, bây giờ chúng ta vừa mới giải cứu được khá là nhiều con trong cái tập này. Wow, mình sẽ hẹn các bạn vào tập sau với những chú khủng long khác nha.